Chào các em đến với buổi học đầu tiên của chương trình hóa học lớp 12. Phần đầu tiên chúng ta sẽ ôn tập về danh pháp của hợp chất hữu cơ. Các em sẽ ôn lại phần tên của mạch carbon chính. Thì mình sẽ có một dây 10 cái carbon đầu tiên á. Một carbon thì cái ứng với tên mạch của nó là mê, hai carbon là e, ba carbon là bro, rồi tương tự tiếp theo là bút, ben, hết, hép, ọc, non, đề. Rồi chúng ta sẽ có một cái câu để nhớ, đó là E2, bút 4, pro 3, ben 5, hết 6, 7 là hép tan. E2, bút 4, pro 3, ben 5, hết 6, 7 là hép tan. Ví dụ như mình có một chất có 4 carbon thì cái gốc đó, bốn carbon no đi thì chất đó là gọi là bút tan đuôi an. Còn ví dụ như là cái chất đó mà có 5 carbon, ví dụ như C5H12 thuộc về ancan đó, thì gọi là 5 carbon thì gọi là pen, và thêm đuôi an nữa là pentan. Rồi tiếp theo mình sẽ học ôm lại tên một số gốc hydrocarbon điển hình. Rồi, cô liệt kê cho em 8 gốc điển hình. Gốc hydrocarbon có nghĩa là lấy anh, ở đây cô đưa ra một số gốc điển hình thôi nha. Một số gốc ankin và một số cái gốc không no. Gốc ankin thì mình lấy ankan bỏ đuôi an thế bằng đuôi in. Rồi, ví dụ như là CH3 gọi là metin, C2H5, 2C hồi nãy gọi là E á, thì giờ CH5 đây là gốc etin, 3C là probin, 3C có bẻ nhánh là isoprobin. Rồi lấy benzen bỏ bớt một hydro nó thành cái gốc, đây là gốc phenin. Vòng benzen có thêm một nhánh nữa CH2 gọi là benzin. Rồi 2C có một nối đôi gọi là vinin, và 3C có một nối đôi đầu mạch gọi là anilin. Đây là 8 gốc hydrocarbon điển hình em bắt buộc phải học thuộc. Phần thứ ba chúng ta sẽ ôn lại một số chất hữu cơ. Metan, ethylene, ethylene là bên họ anken, C2H4, hoặc là vẽ cấu tạo ra nó là 2C có một nối đôi. Chất thứ ba acetylene là C2H2. Cấu tạo của nó là 2C có một nối ba. Probin, ro là 3C, bin đuôi in là có một nối ba. Bút 1 in, bút là 4C. 1 in có nghĩa là nối ba ở vị trí số 1. Bút 2 in thì nối đôi, xin lỗi, nối ba ở vị trí carbon số 2. Tiếp theo là bút ta 13 dien, bút là 4C, dien là 2 nối đôi, vị trí 1, 3. Như vậy vẽ cấu tạo là 4C có 2 nối đôi, vị trí 1 và vị trí 3. Tiếp theo là chất isoprene, tổng cộng 5C. Tiếp theo là vinin chlorua, vinin acetylene, benzen, toluene và styrene. Về hợp chất có nhóm chất thì liên quan tới phần tiếp theo chúng ta học, đó là chương ester, thì em nhớ cho cô những nhóm chất liên quan để học về cái chương ester. Đó là nhóm chất ancol. Chất ancol là có nhóm OH. Ví dụ C2H5OH gọi là ancol ethylic, hay còn gọi là ethanol. Và chất thứ hai em cần nhớ đó là chất của axit carboxylic. Chất axit carboxylic là có nhóm COOH. Ví dụ HCOOH đây là axit formic. CH3COOH đây là axit acetic. Và cái chất ester, chất ester là có nhóm COO. Thì phân biệt chất ester và chất axit
chiếc este là co á, và hai cái gốc, một gốc thì phía đằng trước có thể là hydro hoặc là cái gốc hydro carbon, và phía sau bắt buộc phải là một gốc hydro carbon. Phần ancol em sẽ tự coi lại giùm cô. Phần axit carboxylic mình sẽ học lại tên một số axit quen thuộc: axit formic, axit acetic, 3C thì gọi là axit robionic, hoặc là tên quốc tế của nó là axit robanoic. Trời, cũng 3C nhưng mà có một nối đôi thì gọi là axit acrylic. 4C có bẻ nhánh, có một nối đôi, axit metacrylic. Hai chất, đây là một axit hai chất nhỏ nhất, gọi là axit oxalic. Rồi axit có vòng benzen gọi là axit benzoic. Và ở dưới đây thì một số axit ít gặp hơn: axit butyric, rồi axit adipic. Bài học đầu tiên của chương trình hóa lớp 12, chúng ta sẽ bắt đầu với chương ester lipid. Bài số 1 là bài ester. Rồi, định nghĩa đồng phân và danh pháp. Thứ nhất về định nghĩa ester. Cô lấy ví dụ là CH3COH cộng với CH5OH xúc tác H2O4 đặt nhiệt độ. Mình sẽ thu được một chất CH3COO, CH5 và nước. Thì cái chất thu được đây là một ester. Như vậy khi thay thế nhóm OH trong phân tử axit bằng gốc OR phẩy thì chúng ta sẽ thu được ester. Ester sẽ có dạng là RCOOR phẩy với R phẩy phải khác hydro. Thì phản ứng trên cũng cho chúng ta thấy là nhóm OH của axit kết hợp với H của ancol sẽ thu được nước. Chứ không phải là hydro, không phải là H cộng của axit kết hợp với OH của ancol, cái định nghĩa đó là sai nha. Và đây cũng là một cái câu để chúng ta có thể, người ta có thể hỏi em trong phần trắc nghiệm á. Ester là do cái phần OR phẩy của ancol nè kết hợp với cái phần mà CH3CO của axit. Rồi chú ý cách viết khác của ester thì người ta có thể bẫy em một chút, đó là em nhớ cái gốc nào gắn với oxy thì đó là bên gốc của ancol. Quen thuộc thì RCOR phẩy, đôi khi người ta lại viết ngược là R phẩy OOCR. Như vậy giờ R phẩy gắn với oxy thì phần nào gắn với oxy nó thuộc về gốc của ancol. Hoặc là cách viết là R phẩy O rồi R COR thì axit đằng sau á, phút trước là R phẩy, thì R phẩy là gốc xuất phát từ ancol và R là gốc xuất phát từ axit. Phần 2 là đồng phân ester. Ester không no đơn chức một nối đôi, công thức là CmH2m-2O2 với m lớn hơn 1 bằng 3. Ví dụ như mình có chất là HCOO CH nối đôi CH2. Đây là một ester không no có một nối đôi đơn chức. Rồi, phần mà gặp nhiều hơn đó là ester no đơn chức mạch hở. No đơn chức mạch hở công thức tổng quát là RCOOR phẩy hoặc là CNH2NO2, số hydro gấp đôi số carbon. Về viết đồng phân của các ester no CNH2NO2 thì bước thứ nhất chúng ta sẽ viết cái đồng phân của ester FODMAP
Như vậy phải có cái dạng là H2O. Còn cái gốc R phẩy có nghĩa là còn bao nhiêu carbon á, thì chúng ta sẽ đưa vào gốc R phẩy. Và lần lượt là R phẩy của mình nên ưu tiên là mạch thẳng, không phân nhánh trước. Rồi sau đó nếu mà R phẩy có số lượng carbon từ 3 trở lên thì chúng ta có thể bẻ nhánh được. Và chúng ta sẽ viết tiếp những cái đồng phân có nhánh ứng với HCOO. Sau khi bẻ nhánh hết rồi, nó lặp lại rồi, thì chúng ta sẽ chuyển sang bước thứ hai là thực hiện chuyển lần lượt một carbon từ gốc R phẩy sang gốc R cho đến khi R phẩy chỉ còn một carbon thì dừng lại. Rồi, chúng ta sẽ lấy ví dụ minh họa. Viết đồng phân của este có công thức sau. C2H4O2 thì đây là este nhỏ nhất. Như vậy bước thứ nhất là chúng ta sẽ viết este của phọt mát ha, là HCOO. Tới góc R phẩy thì bây giờ chúng ta coi nó là hai carbon. Ở CO đã đáy đi một carbon rồi, như vậy chỉ còn lại một carbon và chúng ta sẽ bổ sung hydro cho đủ. Rồi. CH3 là không bẻ nhánh được. Và cái thực hiện bước thứ hai là chuyển một carbon từ góc bên phải R phẩy nè sang góc bên trái R. Nhưng mà ở đây nó còn lại một carbon thì dừng, anh một carbon này đã là đồng phân cuối cùng rồi. Thì CH4O2 không thể chuyển. Nếu mình chuyển CH3 sang trái thì thành CH3COOH thì nó sẽ trở thành axit chứ không phải là este nữa. À, như vậy anh CH4O2 mình chỉ vẽ được một đồng phân este. Rồi tiếp theo là C3H6O2. C3H6O2 thì bước thứ nhất mình vẽ cái đồng phân HCOO của phọt mát. 3C lấy đi 1C. Như vậy nó còn lại 2C. Rồi, 2C này chúng ta không có bẻ nhánh được ha. Từ 3C trở lên mới bẻ nhánh, 2C không bẻ nhánh được. Ta bổ sung hydro. Hết bẻ nhánh được rồi, chúng ta chuyển sang bước thứ hai là chuyển một carbon từ vế phải sang vế trái để được đồng phân tiếp theo. Như vậy bây giờ cô sẽ ngắt một carbon bên vế phải này chuyển qua bên vế trái, thì H cộng thêm một carbon thì nó sẽ lên CH3. Rồi chức este, cái chức này em có thể viết gộp HCOO hoặc là ghi H gạch một cái COO cũng được. Trời. Mình viết cho nó dính vào hoặc là mình thêm một cái dấu gạch nối không sao hết, nó cũng là một chất. Khi chuyển một carbon sang vế trái rồi thì vế phải chỉ còn một carbon. Rồi bổ sung hydro. Trời, em thấy bên vế phải lúc này chỉ còn lại một carbon thì dừng lại ha. Chỉ còn một carbon. Đây, chỉ còn một carbon thì dừng lại. Và đây là đồng phân cuối cùng của C3H6O2. Như vậy C3H6O2 mình chỉ vẽ được hai đồng phân este. Tiếp theo là C4H8O2. Cũng vậy. 4C lấy ra 1 rồi còn 3C. Và mình thấy 3C này bẻ nhánh được. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục bẻ nhánh vẫn giữ nguyên là HCOO. Vẫn còn ở bước 1 ha. Bước 1 viết tất cả các đồng phân este format. Mình chỉ vẽ nhánh cái góc R phẩy thôi. Như vậy bây giờ 3C của bẻ nhánh lại. Nhớ là nhánh thì phải gắn với carbon từ vị trí số 2 nè. Trong trong không được gắn đầu mạch. Carbon mà gắn đầu mạch để làm nhánh đó thì nó khi bẻ ra nó trở thành mạch thẳng. Nó là trùng là chất thứ nhất. Rồi. Anh 3C mình chỉ bẻ được một nhánh như thế này thôi. Hết bẻ nhánh được rồi thì chúng ta sẽ chuyển bước sang bước thứ hai, đó là cắt bớt một carbon bên vế phải chuyển sang vế trái.
Vì vậy với trái tăng lên là 1C. Rồi COO. Nãy H cả nè, bây giờ lên là hình một một carbon COO. Như vậy với phải còn lại hai carbon. Hai carbon này không bẻ nhánh được. Hết. Không bẻ nhánh được thì tiếp tục sang bước thứ hai nữa là chuyển một carbon nữa sang với chuyển nữa sang với trái. Thì chúng ta sẽ được là hai carbon bên trái. COO với phải còn một carbon. À, khi với phải còn một carbon, đây là đồng phân cuối cùng dừng lại rồi. Rồi, như vậy anh C4H8O2 chúng ta sẽ vẽ được tổng cộng là 4 đồng phân este. 4 đồng phân este. Rồi mình sẽ bổ sung hydro cho nó đủ. Cái nguyên tắc bổ sung hydro là chương trình lớp 11 mình đã học rồi ha, đảm bảo đủ hóa trị của nó. Carbon hóa trị 4. Như vậy cô vừa vẽ xong cái đồng phân của C4H8O2. Trời, nếu mình muốn nâng cao hơn một chút thì mình có thể vẽ đồng phân của C5. H10O2. Cô vẽ được 4 đồng phân của format. Rồi chúng ta sẽ chuyển sang bên góc R phẩy hết bẻ nhánh được rồi thì chúng ta sẽ cắt bớt một carbon qua bên bên trái. Giờ chuyển góc axit rồi ha, hồi nãy là axit HCOO, bây giờ axit là 1C CH3COO á. 5, giờ lấy hai carbon thì còn lại 3 nè. Rồi tiếp tục bẻ nhánh. Hết bẻ nhánh được đối với anh CH3COO rồi thì chúng ta cắt bớt một carbon vào trái tiếp tục. Hết nhánh được, chuyển tiếp vào trái. Lúc này bên phía trái xuất hiện bẻ nhánh được. Rồi, như vậy ứng với lại C5H10O2 chúng ta vẽ được tổng cộng là 9 đồng phân este. À, xin lỗi. 9 9 đồng phân este. Em sẽ bổ sung hydro sau nha. Rồi tiếp theo, chúng ta lưu ý rằng là CnH2NO2 nếu đề chỉ yêu cầu là đồng phân đơn chất mạch hở mà không có nói cụ thể là este, dùng cái từ đơn chất mà không dùng cái từ este thì chúng ta sẽ vẽ các đồng phân bao gồm cả axit và cả este. Vì axit nó cũng có công thức CnH2NO2 đơn chất. Và cụ thể là nếu đề nói các đồng phân nào CnH2NO2 có bao nhiêu đồng phân tác dụng được với NaOH thì chúng ta lưu ý là axit cũng tác dụng NaOH và este cũng tác dụng NaOH. Còn nếu đề yêu cầu là có bao nhiêu đồng phân đơn chất tác dụng với NaOH nhưng không tác dụng natri, không tác dụng natri thì lúc đó chúng ta chỉ kể tới đồng phân este thôi. Rồi. Este có đặc tính là chỉ tác dụng NaOH, KaOH mà không tác dụng natri, không tác dụng với muối nha.
Còn axit thì tác dụng được với kim loại đứng trước hiđro, tác dụng được bazơ, oxit bazơ và tác dụng với muối. Rồi. Chúng ta phân biệt thứ hai là phân biệt đồng phân khác với đồng phân cấu tạo. Có nghĩa là cái từ đồng phân nói chung chung á là phải tính luôn đồng phân hình học. Còn nếu đề nêu cụ thể là bao nhiêu đồng phân cấu tạo, có thêm cái từ cấu tạo vô thì chúng ta không tính đồng phân hình học. Lúc đó thì cái đồng phân cấu tạo nó sẽ ít hơn cái đồng phân. Này đồng phân là đồng phân chung chung á. Rồi đồng phân hình học thì là đồng phân xít răng, thì chương trình lớp 11 mình đã học rồi. Thì khi nào có bài tập thì chúng ta sẽ ôn lại cái phần này. Phần thứ ba cần chú ý đó là ứng với công thức CnH2NO2 có các loại đồng phân mạch hở bền sao? Không nói đồng phân đơn chức hay là không nói đồng phân este ha, mà chỉ nói là bao nhiêu đồng phân bền. Thì lúc đó chúng ta sẽ tính là đơn chức hoặc là đa chức hoặc là tạp chức luôn. Rồi. Axit no đơn chức ứng với công thức này là dạng no đơn chức ha. Ví dụ như mình có C3H, ba công thức này đều có chung một công thức đó là C3H6O2. Thì chúng ta sẽ vẽ được một axit no, một este no. Ờ, trong đây là một este no thôi, nhưng mà C3H6O2 nó có hai este lận. Rồi đồng phân nữa là đồng phân aldehyde ancol, đây là dạng tạp chất, vừa có chất của ancol vừa có chất aldehyde, đó cũng là một loại đồng phân bền. Rồi phần thứ ba chúng ta sẽ nghiên cứu về danh pháp của este. Danh pháp của ester COR phẩy sẽ gồm là tên gốc R phẩy cộng với tên của gốc axit RCOO, và gốc axit đó mình sẽ đổi sang đuôi áp. Như vậy gốc đằng sau là R phẩy gọi trước ha, gọi gốc R phẩy trước, sau đó mới gọi tới gốc RCOO. Và chúng ta sẽ ôm lại một số gốc R phẩy và gốc axit điển hình. Rồi, hồi nãy mình đã học rồi, anh này sẽ là gốc metin, CH5 là gốc etin, 3C là probin, 3C có nhánh là isoprobin, HCOO là gốc phosmat, CH3COO là acetat, đây là probionat, hoặc là tên quốc tế của nó mình gọi là propanoat. Probi là tên thường nha, còn proban này gọi là tên quốc tế. Rồi anh này thì gọi là acid acrylic, thì gọi đổi thành đuôi là acrylate. Theo bên đây là gốc vinin, phenin, benzin, meta, grilat, chữ R ha. Rồi này là benzoat. Rồi vận dụng, ví dụ đề cho em một cái chất, đây là gốc R phẩy và nguyên bên đây sẽ là gốc RCOO á, thì mình sẽ gọi gốc đằng sau trước, R phẩy trước nè, đây là etin, rồi formiat hoặc là gọi là formate ha, etin formate, đây là vinin acetate. Đây là etin, gốc đằng trước là benzoat, là benzin acetat. Trời vận dụng chúng ta sẽ gọi tên các este.
Chúng ta sẽ gọi gốc R phẩy trước nha. Etin acetat. À, ở đây có một sự đảo lộn rồi ha. CH3 này gắn với oxy, như vậy nó thuộc về gốc R phẩy thì phải gọi nó trước. Metin. Rồi, gốc đằng sau là CH5CO3C là proby. Như vậy mình có là metin proby onat. Trời, anh này mình phải gọi gốc đằng sau trước để gắn với oxy, như là vinin acetat. Metin acrylat. Isopropyl format. Etin propionat. Anilin. Rồi, phía trước là 1, 2, 3, 4, 4C mà có bẻ nhánh. Bẻ nhánh là iso. 4C đó là axit butyric thì đổi thành butyrat. Đây là có nối đôi ha. 1, 2, 3, 4 có nối đôi thì là metacrylat. Như vậy gọi là metin metacrylat. Một hai ba bốn năm, 5C có bẻ nhánh là isoamin, phía trước là acetat. Đây là một este có mùi chuối chín. Đây gọi là dimetin. Oxalat. Với ancol đa chất thì tên este sẽ là tên ancol cộng thẳng luôn tên của gốc axit. Nhớ là giữ nguyên tên ancol. Ví dụ mình có CH4 hai nhóm OH là ethylene glycol. Rồi, đây là diacetat. Ethylene glycol diacetat. Tiếp theo chúng ta sẽ vận dụng ở ví dụ 2, viết công thức cấu tạo các este có tên sao? Hồi nãy mình đi theo chiều thuận là có công thức viết tên, bây giờ có tên ghi lại công thức. Nhớ là công thức phải đảm bảo đúng hóa trị, đúng cái số hiđro bổ sung. Metin acetat. Gốc etin gọi trước thế nào đang đằng sau đuôi á, acetat là gốc của axit, như vậy acetat là CH3COO. Rồi metin là CH3. Bây giờ gốc format. Gốc format là HCOO. Vinin là có nối đôi. Acetat là CH3 COO. Phenin là có vòng benzen C6H5. Etin là CH5. Metin propionat, rồ là 3C. Đây là gốc propionat, rồi metin là 1C nữa. Metacrylat. Nhớ là metacrylat là một nối đôi và có nhánh, em có thể bẻ nhánh dưới đây hoặc là có thể mở ngoặc ra cũng được. Đây là một cái axit metacrylat nè. Lát mình sẽ bổ sung hiđro sao ha. Rồi metin. Hai gạch rồi thì đi để được bốn hóa trị thì phải thêm hai hiđro nữa. Đây 1 2 3 4 4 gạch rồi, đủ. Như vậy chỗ carbon này không có hiđro. Đây một gạch thì ba hiđro. Rồi propin format. Rồ là
3C mạch thẳng ha. Ethyl acrylate.